Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hiện có hơn 10.000 sinh viên, hơn 600 cán bộ giảng viên và 11 khoa chuyên môn. Năm học 2019-2020, nhà trường đón thêm 2.500 tân sinh viên của 14 ngành đào tạo ở cả 3 cơ sở. Những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên luôn xây dựng thiết kế các chương trình đào tạo với nội dung học tập, thực hành, bám sát nhu cầu xã hội, tiếp cận gần hơn với môi trường làm việc thực tế của các doanh nghiệp, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, giúp các em dễ dàng vượt qua các kỳ tuyển dụng với mức thu nhập cao. Đặc biệt, khóa học 2015-2019 được xem là khóa học có nhiều kết quả học tập nổi bật với nhiều giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế như giải nhất Robocon châu Á Thái Bình Dương, vô địch nhà sáng tạo Việt Nam với Galileo, sản phẩm xe lăn thông minh, giải ba xe tiết kiệm nhiên liệu, giải nhì, ba tại các cuộc thi Olympic toán học, cơ học, vật lý. Nhà trường tập trung vào ba cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp, thì từng bước nâng cao cái thương hiệu của nhà trường và đóng góp tích cực cho cái việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Để giải thực hiện những cái nhiệm vụ này thì nhà trường đưa ra nhiều cái giải pháp, trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên có trình độ tiến sĩ. Thứ hai là có cái cơ chế để khen thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học của nhà trường. Những cái bài báo công bố trên tạp chí quốc tế thì được nhà trường khen thưởng tối đa lên đến 30 triệu đồng. Về hợp tác doanh nghiệp thì nhà trường cũng đã ký kết với rất nhiều doanh nghiệp các cái thỏa thuận hợp tác song phương với các doanh nghiệp để đưa sinh viên thực tập, đồng thời tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp của nhà trường. Tại buổi lễ, nhiều tập thể, lớp và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, vượt khó học giỏi được biểu dương khen thưởng. Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã tặng quỹ học bổng sinh viên tài năng của nhà trường hơn 850 triệu đồng và ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.